Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay mực nước trên sông Thao, sông Hồng tại Yên Bái đang lên nhanh. Lúc 18 giờ, mực nước tại trạm Yên Bái là 31,13m, trên báo động 2 là 0,13m. Dự báo, trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục lên trên mức báo động 3. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt đỉnh, sâu xuống và ở trên mức báo động 3. Nguy cơ ngập lụt diễn ra tại khu vực trũng thấp, gồm các phường Yên Ninh, Hồng Hà, Minh Tân, Nguyễn Thái Học, Nam Cường, Đồng Tâm, Hợp Minh, Tuy Lộc, Âu Lâu, thuộc thành phố Yên Bái, thị trấn Cổ Phúc, Quy Mông, Kiên Thành, Báo Đáp, Việt Thành thuộc huyện Trấn Yên, thị trấn Yên Bình thuộc huyện Yên Bình, thị trấn Mậu A, Mậu Đông, Đông An, Đại Phát, Mỏ Vàng, Viễn Sơn, An Phú, An Thịnh, Yên Hợp thuộc huyện Văn Yên. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ cao sẽ ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi tại tỉnh Lào Cai, Yên Bái. Cơ quan khí tượng dự báo, từ chiều ngày 1 đến 2 tháng 10, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, có nơi trên 150mm. Ngoài ra, chiều tối và tối 1 tháng 10, tại Tây Bắc Bộ, Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo thống kê của hệ thống đo mưa chuyên dụng Viren, ngày 1 tháng 10 năm 2024, tại tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa từ 150 đến 200mm như thị xã Sapa, huyện Bát Sát. Một số nơi tại huyện Bảo Yên như xã Lương Sơn, xã Bảo Hà ghi nhận lượng mưa trên 100mm. Mưa lớn khiến một số khu vực xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở một số tuyến đường gây ách tắc, chia cắt giao thông. Đặc biệt, tại thôn Làng Nũ, nơi vừa xảy ra trận lũ khiến hàng chục người chết và mất tích, lại bị chia cắt do nước lũ đổ về, bùn lầy ở khu vực cũ trôi ra, lấp tuyến đường chính vào nhà văn hóa thôn Làng Nũ, nơi được tỉnh Lào Cai đặt làm sở chỉ huy trong việc tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân mất tích. Ông Nông Thế Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Khánh cho biết, ngày 1 tháng 10, địa bàn xã mưa rất lớn, nhiều khu vực tiếp tục sạt lở. Chính quyền đã chỉ đạo các thôn di dời khẩn cấp người dân khi thấy dấu hiệu nguy hiểm. Số lượng người dân phải di dời sẽ có báo cáo cụ thể sau. Thôn Làng Nũ thuộc xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, nằm dưới chân núi Con Voi. Trước đây có 167 hộ, 760 nhân khẩu sinh sống. Sáng 10 tháng 9, trận lũ quét xảy ra tại đây đã vùi lấp 33 hộ dân, khiến 58 người chết, 9 người hiện vẫn mất tích. Theo thông tin từ huyện Văn Bàn, chiều 1 tháng 10, lũ lớn từ thượng nguồn đổ về làm ngầm tràn Bắc Sung, qua xã Khánh Yên Hạ bị ngập sâu, các phương tiện giao thông không thể qua lại. Cạnh đó, đoạn đường từ xã Khánh Yên Hạ đi xã Nậm Tha có 4 điểm sạt lở lớn gây ách tắc giao thông. Sáng cùng ngày, tỉnh lộ 155 tuyến Sapa đi Bát Sát. Tại tỉnh lộ 152, đoạn đường xuống xã Tả Văn thuộc thị xã Sapa có nhiều điểm sạt lở và khe nước gây nguy hiểm. Hiện nay đoạn đường đã bị hư hỏng nặng, các phương tiện không thể lưu thông. Tại quốc lộ 279, đoạn từ xã Bảo Hà đi thị trấn Phố Ràng và Nghĩa Đô, đang xuất hiện 2 điểm sạt lở lớn và 1 điểm ngập úng gây chia cắt giao thông hoàn toàn. Ngoài ra, đoạn qua địa phận xã Xuân Hòa xuất hiện điểm sạt lở lớn, hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống, lấp hoàn toàn lòng đường chia cắt giao thông. Trưa cùng ngày, Ban Quản lý Dự án đường BOT Lào Cai Sapa đã tạm dừng hoạt động trạm thu phí trên quốc lộ 4D để đảm bảo an toàn cho các phương tiện. Tại xã Phúc Khánh, các tuyến đường đi từ trung tâm huyện Bảo Yên đi vào xã đang tạm thời bị chia cắt do đất sạt xuống. Tối 1 tháng 10 năm 2024, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết nước lũ ở thượng nguồn đổ về khiến lũ sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn. Trước tình hình này, Lữ đoàn 249, binh chủng công binh tạm thời cắt cầu phao được đắp thay thế cho cầu Phong Châu bị sập từ 18 giờ cùng ngày cho đến khi có thông báo mới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay mực nước trên sông Thao, sông Hồng tại Yên Bái đang lên nhanh. Lúc 18 giờ, mực nước tại trạm Yên Bái là 31,13m, trên báo động 2 là 0,13m. Dự báo, trong 6 tới 12 giờ tới, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục lên trên mức báo động 3.
Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt đỉnh, sau đó xuống và ở trên mức báo động 3. Trước đó, vào hôm 9 tháng 9, cầu Phong Châu bị sập khiến nhiều người và phương tiện rơi xuống sông Hồng. Sau nhiều ngày tìm kiếm, đến nay, lực lượng chức năng mới tìm được 4 thi thể. 4 nạn nhân còn lại vẫn đang mất tích. Để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, Lữ đoàn 249, binh chủng công binh đã triển khai phương án bắt cầu phao thay thế cầu Phong Châu bị sập. Theo thông báo phân luồng của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, cầu phao được lắp đặt và cho phép người, xe thô sơ, xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, xe ô tô con và xe bán tải lưu thông. Thời gian lưu thông qua cầu phao từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Trường hợp đặc biệt, binh chủng công binh sẽ có thông báo cụ thể. Cầu phao cho phép người, xe thô sơ, xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện được phép lưu thông qua cầu phao theo 2 chiều, tốc độ tối đa cho phép là 5 km một giờ. Các loại xe ô tô con và xe bán tải được phép lưu thông qua cầu phao theo 1 chiều. Thời gian mỗi chiều khi lưu thông là 10 phút. Cự ly tối thiểu giữa hai xe là 30 m, tốc độ tối đa cho phép là 10 km một giờ. Thưa quý vị, liên quan đến vụ ly hôn, tranh chấp tài sản giữa bà Phạm Thị Ngọc Thúy, 44 tuổi, còn được biết đến là cựu siêu mẫu Ngọc Thúy, và doanh nhân Nguyễn Đức An, 62 tuổi, là Việt Kiều Mỹ. Ngày 1 tháng 10 năm 2024, bà Thúy thông tin rằng bà đã thi hành án xong đối với bản án phúc thẩm, tranh chấp về quyền sở hữu và tranh chấp chia tài sản sau ly hôn. Theo đó, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản giải quyết thi hành án đối với cựu siêu mẫu Ngọc Thúy về việc bà Thúy tự nguyện bàn giao cho Cục Thi hành án dân sự bản chính các hợp đồng mua bán 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon Building tại phường Bến Nghé, Thành phố Hồ Chí Minh, bản chính giấy chứng nhận và giấy tờ pháp lý liên quan công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại địa ốc trang trí nội thất Bình Minh, bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đồng thời, cựu siêu mẫu Ngọc Thúy đề nghị Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ bản chính hợp đồng, giấy tờ liên quan cho đến khi ông Nguyễn Đức An thanh toán xong cho bà hơn 31 tỷ đồng sau khi cấn trừ nghĩa vụ các bên và lãi suất phát sinh theo bản án tuyên. Bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên cấp sơ thẩm chia đôi tài sản chung của cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và chồng cũ là có căn cứ. Bởi đây là khối tài sản tranh chấp được hình thành trong thời kỳ hôn nhân, nên đây là tài sản chung của vợ chồng. Từ đó, 15 tài sản của các bên được tòa chia như sau. 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, tổng giá trị hơn 45 tỷ đồng. Tòa giao cho Nguyễn Đức An sở hữu và ông An có nghĩa vụ thanh toán lại cho cựu siêu mẫu Ngọc Thúy 1/2 giá trị. 4 căn hộ tại tòa nhà Salin, quận Nhất, tổng giá trị khoảng 37,3 tỷ đồng. Tòa giao bà Thúy sở hữu và bà Thúy có nghĩa vụ thanh toán cho ông An 1/2 giá trị còn lại. Căn biệt thự tại quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, giá trị gần 10,5 tỷ đồng, tòa giao bà Thúy sở hữu và bà Thúy phải thanh toán 1/2 giá trị căn nhà cho mang. 100% vốn góp công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại địa ốc trang trí nội thất Bình Minh, giá trị hơn 87 tỷ đồng, tòa giao ông Nguyễn Đức An sở hữu toàn bộ. Ông An phải thanh toán lại 1/2 giá trị vốn góp cho bà Thúy. 31% cổ phần tại công ty cảng Sao Mai, trị giá hơn 4,6 tỷ đồng, tòa giao bà Thúy đứng tên sở hữu. Số tiền bồi thường căn nhà 95A Trần Phú, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gần 1,2 tỷ đồng. Tòa buộc bà Thúy phải có nghĩa vụ thanh toán lại cho ông An gần 600 triệu đồng. Số tiền hơn 15,6 tỷ đồng bà Thúy nhận được từ việc cho thuê 9 căn hộ tại tòa nhà Salin, quận Nhất, từ năm 2009 đến 2023. Tòa buộc bà Thúy thanh toán lại cho ông An hơn 7,8 tỷ đồng. Đối với 1 tỷ đồng cựu siêu mẫu Ngọc Thúy nhận lại của hai cá nhân từ việc hủy hợp đồng mua bán đất ở thành phố Thủ Đức, tòa buộc bà Thúy có nghĩa vụ thanh toán lại cho ông An 500 triệu đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanhniên.vn và các kênh YouTube, TikTok, Zalo Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.